Dạ, alo, dạ em xin chào cả nhà. Cả nhà mình khỏe cả nhà hen. Câu đầu tiên lúc nào lên là em cũng hỏi sức khỏe cả nhà. Tại vì đang trong thời buổi này càng phải giữ gìn sức khỏe mình hơn cả nhà ha. À, hôm nay em sẽ mời cả nhà cùng đi ra vườn với em. Và cả nhà có đoán được em chuẩn bị trồng cái gì không? Chắc chắn là không được. Tại em chưa nói mà. Dạ, em đã chuẩn bị sẵn sàng. Và hôm nay lần đầu tiên em sẽ đi trồng tỏi đó cả nhà. Và trồng này cho năm sau, chứ tại bây giờ chuẩn bị mùa đông sắp tới rồi, cây cỏ đều chuẩn bị ngủ đông, nên là em sẽ không hy vọng vì gì là mùa đông sẽ có tỏi để ăn. Dạ, em xin mời cả nhà cùng đi ra vườn với em nha. Đang là mùa thu nên là cả nhà xem trước cửa nhà em nó cũng vàng vàng đỏ đỏ hết trơn rồi nè cả nhà. Cái bột này là em sẽ dùng để trồng tỏi. Mấy tháng nay em cũng bỏ cho nó không có quan tâm chăm sóc. À còn cái dây bí này của em cả nhà thấy, nó quéo đeo rồi cả nhà ơi. Hái xong cái trái bí xong giờ cái lá nó quéo hết trơn luôn. Nhưng nó có một cái trái bí mà em nghĩ nó chắc cũng không xong quá. Thôi rồi bưởi ơi, nó vàng vàng rồi cả nhà. Mà nhỏ nhỏ nhìn dễ thương ghê, nhưng mà kiểu này chắc không qua được mùa trăng này rồi đó. Ở trong cái bồn này của em thì em có đang có cái gì đây, cái bơ đó cả nhà, nhưng mà em cũng không hy vọng thì sẽ có bơ để ăn, tại vì bên đây rất lạnh, nó không hợp khí hậu. Và còn đây là hành lá, mà cả nhà thấy mấy con đó em gọi, cũng biết em gọi nó là con yêu nghiệt đó. Nếu cả nhà xem những cái clip làm vườn trước của em á thì cả nhà thấy mặt của tụi nó rồi, tụi nó ăn hành luôn cả nhà. Trời, nó ăn mà nó gãy cụp gì luôn nè. Mấy cái lá ngắn ngắn này tụi nó ăn đó. Có một số salad em ăn xong rồi cái em trồng, em để vậy đó mà nó cũng lên luôn. Còn đây mới gọi là siêu phẩm nè cả nhà, rau răm. Mà em nghĩ chắc cũng không qua nổi mùa trăng này luôn, tại vì lạnh, từ từ lạnh hơn rồi. Mà lạnh hơn thì rau răm làm gì chịu nổi. Cả nhà ơi, để tiện theo dõi kênh của mình, cả nhà hãy đăng ký kênh bằng cách ấn vào nút subscribe, like và chia sẻ những hướng dẫn trên màn hình. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Còn đây là cái ba củ tỏi mà em đã ngâm hồi tối, ngâm qua một đêm nữa cả nhà. Bây giờ em chuẩn bị tách từng tép tỏi ra để trồng á. Em sẽ trồng nó cái gốc này, tại nó cần nhiều ánh sáng, cần nhiều ánh nắng đó cả nhà. Mà giờ không có nắng, sẽ mùa xuân, mùa hè năm sau nó sẽ có nắng. Này, em xem trên YouTube em thấy người ta trồng, ta chừa cái nhú một cái một miếng, một phân nửa, không phải hơn phân nửa của miếng tỏi, của tép tỏi tí xíu. Và khoảng cách nó là tầm khoảng một gang tay từ cái tép tỏi này đến cái tép tỏi kia đó nha. Hôm nay là ngày thứ sáu, là ngày mà xe rác họ đi lấy rác á, nên là họ làm hơi ồn mà cả nhà, mới tiếng cái rầm. Ở cái khu em ở thì một tuần họ chỉ đi gom rác một lần thôi, đó là vào mỗi ngày thứ sáu trong tuần. Cái này em cũng học trên YouTube về cách trồng tỏi thôi, chứ thật ra em nói cả nhà đây là lần đầu tiên em trồng đó, chưa có, hoàn toàn không có kinh nghiệm luôn. Đây em quay cho cả nhà xem cái compost nhà em nha. Cái này giống như cái dạng như những cái rau củ quả cả nhà mình ăn không hết, hoặc là mình gọt vỏ xong á, xong rồi mình bỏ vô trong này. Đây,
không bao gồm đồ ăn nấu chín, thức ăn nấu chín nha cả nhà. Y chết rớt cái bao tay. Ví dụ như đây nè, có vỏ trứng nè, rồi bắp em ăn nè. Đó, không bao gồm đồ ăn mà mình nấu chín như cơm, thịt, cá, xương đồ này kia là không có bỏ vô cả nhà. Tại vì những cái món đó nó có đồ gia vị rồi, nó không có tốt. Sau đó nó ủ một thời gian á, rồi mình đem ra vườn, mình để vô mấy cái chậu mình trồng. Cái này ở dưới quê, ở bên Việt Nam của mình á, làm là tốt lắm á cả nhà. Còn nếu mà ai ở thành phố á, thì mình có một cái chậu nhỏ nhỏ thôi để mình trồng ở phía trước ban công á. Còn đây là những cái chậu này, gọi là cái này em cũng biết dịch sao, nó giống như cho Giáng sinh nó ra bông á cả nhà. Nó giống như một loại quỳnh hả, không phải hoa quỳnh mà nó là một cái loại dành cho Giáng sinh nó ra bông. Bây giờ nó ra sớm rồi nè, lá đỏ. Dạ rồi, cái công cuộc trồng tỏi của em coi như là đã hoàn thành được phân nửa rồi cả nhà. Phân nửa còn lại thì sang năm em sẽ quay cho cả nhà xem là những cái tép tỏi nó lên như thế nào nha. Mà nó lên hoặc nó không lên thì em cũng quay cho cả nhà xem. Còn bây giờ thì em đi vô nhà đây, lạnh quá rồi cả nhà ơi. Cả nhà xem em mặc áo đôi, áo ba nè. Dạ, em xin hẹn cả nhà lần sau. Những ai xem video này có thể vào tám với em. Còn ai mà làm về chuyên về và gọi là vườn tược á, thì cả nhà có thể góp ý với em cái cách trồng tỏi như thế nào thì em còn ra em chỉnh sửa được, tại giờ mới có để xuống à. Nếu mà em có trồng sai kỹ thuật hay gì đó, em cảm ơn cả nhà rất nhiều. Và cả nhà ơi, cả nhà hãy ủng hộ em bằng cách là đăng ký kênh YouTube của em, chia sẻ và cùng like những clip của em nha. Trong kênh của em có nhiều video thú vị về cuộc sống ở Thụy Sĩ nè, về cách xin visa du lịch nè, và những cái tip mà đi du lịch nữa. Em cảm ơn cả nhà rất nhiều và hẹn gặp lại cả nhà trong những video lần sau. Bye bye cả nhà.